Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Ford EcoSport 2018 chốt giá từ 545 triệu đồng. Bé hạt tiêu Ford EcoSport 2018 với hiệu năng vượt trội. Đó là những tin chính trong video ngày hôm nay. Ford EcoSport 2018 chốt giá từ 545 triệu đồng tại Việt Nam. Ford đã chính thức giới thiệu EcoSport 2018 với rất nhiều cải tiến đắt giá tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 2 vừa qua. Đến hôm nay, Ford đã công bố giá bán chính thức cho mẫu SUV cỡ nhỏ này. Cụ thể tại Việt Nam, EcoSport 2018 sẽ có 5 phiên bản với giá dao động từ 545 cho đến 689 triệu đồng. Phiên bản EcoSport 1.0 Titanium giá 689 triệu đồng. Ford EcoSport 1.5 Titanium giá 648 triệu đồng. Ford EcoSport 1.5 Trend AT 593 triệu đồng. Ford EcoSport Ambient AT 569 triệu đồng. Và bản thấp nhất EcoSport 1.5 Ambient MT 545 triệu đồng. Về ngoại thất, Ford EcoSport mới sở hữu thiết kế hiện đại và mang dáng dấp thể thao năng động. Nhờ cấu trúc khung xe bằng thép chịu lực cao và thép boron siêu cứng, đầu xe được thiết kế lớn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp với các đường viền mạ chrome phiên bản titanium hoặc sơn nhũ bạc ở phiên bản trend vững chãi và sang trọng. Điểm nhấn của xe là trụ pốp bánh xe dự phòng với thiết kế mâm thép mới treo bên ngoài, từ đó toát lên đặc tính của chiếc xe địa hình SUV dành cho những ai mong muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu. Những đường gân dập nổi liền mạch từ nắp capo đến cản trước, thiết kế cách điệu giúp xe trông chắc chắn và cơ bắp hơn. Về nội thất, Ford EcoSport mới được các nhà thiết kế của Ford chăm chút và nâng cấp đến 90% về mặt chức năng và tiện nghi. Dựa trên những yếu tố hướng tới người dùng, EcoSport mới được thiết kế có tới 25 chỗ để đồ trong xe. Vị trí ngồi lái cao cho phép mở rộng tầm quan sát. Vị trí lái của EcoSport mới có thêm hộp để đồ trung tâm và hàng ghế sau với thiết kế có đệm nghỉ tay trượt được, rất tiện khi lái xe đường dài. Ford EcoSport 2018 hiệu năng vượt trội. Ford EcoSport 2018 sở hữu nhiều ưu điểm so với phiên bản 2017, đủ nhiều để khiến không ít khách hàng coi đây là một đời xe hoàn toàn mới. Giữa hàng loạt các cải tiến quan trọng trên Ford EcoSport 2018, động cơ và hộp số là hai sự nâng cấp đáng chú ý nhất. Động cơ 1.5 hoàn toàn mới. Đối với bất kỳ một chiếc xe nào, động cơ vẫn luôn là thành phần quan trọng bậc nhất, sở hữu hàm lượng công nghệ nhiều nhất. Mỗi khi phiên bản mới của một dòng xe hot được trình làng, khách hàng tiềm năng thường đặt ra câu hỏi liệu nó có sở hữu động cơ mới không? Tin vui dành cho các khách hàng Việt Nam, cả 5 phiên bản của dòng EcoSport 2018 đều sử dụng động cơ mới. Cụ thể, 4 phiên bản 1.5 MT Ambient, 1.5 AT Ambient, 1.5 AT Trend và 1.5 AT Titanium đều được trang bị động cơ Dragon 3 xi lanh dung tích 1,5 lít, hoàn toàn mới. Đây là dòng động cơ thay thế đàn anh Duratec 4 xi lanh dung tích 1,5 lít có trên các phiên bản EcoSport hiện hành. Dù chỉ có 3 xi lanh nhưng động cơ Dragon mới lại mạnh mẽ hơn động cơ Duratec 4 xi lanh với 120 mã lực tại 6.300 vòng phút, tăng 10% so với Duratec, và 151 Nm tại 4.500 vòng phút, tăng 7%. Những cải tiến nào đã tạo nên hiệu suất ấn tượng của Dragon 1.5? Đầu tiên, cả thân máy và nắp quy lát đều được làm bằng nhôm đúc, giúp giảm 10% trọng lượng và 10% kích thước của khối động cơ. Hệ thống trục cam đôi biến thiên TI-VCT với dây đai được bôi trơn bằng chính các te dầu của máy nhằm giảm ma sát và tăng tuổi thọ dây đai. Nhờ TI-VCT, các van nạp và van xả có thể biến thiên thời gian đóng mở độc lập để tối ưu hóa hiệu năng hoặc tiết kiệm nhiên liệu tùy theo nhu cầu của người lái. Bên cạnh đó, cổ góp khí thải được tích hợp vào nắp quy lát khiến khối động cơ nhỏ gọn hơn và khiến bộ chuyển đổi khí thải nóng lên rất nhanh, làm giảm lượng khí thải CO2. Tích hợp thiết kế này thường chỉ có trên các động cơ hiện đại. Với động cơ Dragon 1.5, các xi lanh có đường kính và hành trình piston được tối ưu hóa để tạo ra lực mô men xoắn lớn ở vòng tua thấp nhằm đem lại trải nghiệm lái thú vị hơn. Buji được đặt ở trung tâm buồng đốt nhằm đốt hòa khí một cách đều và triệt để hơn. Chưa hết, trục khuỷu được đặt lệch 10 mm so với xi lanh để giảm ma sát giữa các piston và thành xi lanh trong kỳ nổ. Phần nắp bên của khối động cơ được gia công bằng kim loại và được gắn chặt vào thân máy để tăng độ cứng của cả khối động cơ và giảm độ ồn. Những nâng cấp này tạo ra một động cơ 3 xi lanh mạnh mẽ hơn nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu hơn và hoạt động êm ái hơn. Loại động cơ thứ hai, động cơ EcoBoost 1.0, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu. Phiên bản EcoSport 1.0 AT Titanium cao cấp nhất sở hữu động cơ tăng áp EcoBoost 1.0 Đây là động cơ toàn cầu đã 6 lần đoạt giải động cơ tốt nhất năm, đồng thời vô địch ở hạng mục động cơ dưới 1.000 phân khối trong 6 năm liên tục kể từ khi hạng mục này được tách riêng. Năm 2017 vừa qua, động cơ EcoBoost 1.0 đã chinh phục ban giám khảo, bao gồm 58 chuyên gia ô tô đến từ 31 quốc gia, đánh bại 34 đối thủ cùng phân khúc, để một lần nữa trở thành động cơ dưới 1.000 phân khối tốt nhất năm. Cỗ máy EcoBoost 1.0 không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao mà còn là sự lựa chọn tối ưu dành cho người tiêu dùng. Cứ 5 chiếc Ford bán ra tại châu Âu có một chiếc sở hữu động cơ EcoBoost 1.0. Thành viên bé nhất trong đại gia đình EcoBoost dù có dung tích làm việc chỉ có 999 phân khối nhưng vẫn giữ nguyên khả năng vận hành mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Động cơ EcoBoost 1.0 cung cấp công suất tối đa 125 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 170 Nm từ 2.500 cho đến 4.500 vòng phút. Vì động cơ Dragon được phát triển dựa trên EcoBoost nên không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều ưu điểm được cả hai động cơ này chia sẻ chung, đó là hệ thống trục van biến thiên TI-VCT với dây đai được bôi trơn bằng các te dầu, cổ góp khí thải được tích hợp vào nắp quy lát vân vân. Điểm khác biệt là nhờ công nghệ tăng áp, EcoBoost 1.0 mạnh mẽ hơn so với Dragon 1.5 dù có dung tích nhỏ hơn. Thân máy EcoBoost 1.0 được đúc bằng hợp kim gang, giúp giảm 50% thời gian làm nóng động cơ nhằm khiến cho xe hoạt động ổn định hơn khi trời lạnh. Thân máy có thiết kế kiểu mở Open Deck để tối ưu diện tích làm mát, giúp động cơ hoạt động mát mẻ và giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Động cơ EcoBoost 1.0 còn sở hữu hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp với áp lực phun 2176 PSI giúp hỗn hợp xăng khí tơi hơn, dễ đốt cháy triệt để hơn. Ford áp dụng hệ thống tăng áp với cánh quạt có kích thước nhỏ để giảm thiểu hiện tượng trễ tăng áp. Nhờ được áp dụng những biện pháp làm giảm ma sát vào tối ưu vật liệu gia công, cánh quạt của hệ thống tăng áp trên EcoBoost 1.0 có thể đạt tốc độ quay vô cùng ấn tượng lên tới 248.000 vòng phút, kết hợp với hệ thống van biến thiên TI-VCT được thiết lập để tối ưu hóa luồng khí ra vào từng xi lanh. Hệ thống tăng áp mang lại lực mô men xoắn cao ở giải tua vòng rộng. Sức mạnh của động cơ EcoBoost 1.0 sẽ đồng hành và thỏa mãn người lái trong mọi tình huống lái xe. Hộp số tự động 6 cấp mới. Cả hai động cơ mới trên dòng EcoSport tại Việt Nam đều cung cấp động lực cho hai bánh chiếc thông qua hộp số tự động 6 cấp Torque Converter. Phiên bản EcoSport đời trước sử dụng hộp số ly hợp kép PowerShift nhằm đem lại cảm giác lái phấn khích nhất. Tuy nhiên, hộp số ly hợp kép với bộ ly hợp khô không thực sự phù hợp với tình hình giao thông và khí hậu của Việt Nam. Do đó, việc chuyển sang dùng hộp số tự động 6 cấp Torque Converter với bộ biến mô thủy lực là sự thay đổi mà được nhiều người mong đợi. Hộp số 6 cấp Torque Converter đi kèm bộ ly hợp hoạt động trong môi trường dầu nên rất êm ái và bền bỉ. Trong tình huống di chuyển ở tốc độ thấp và dừng ngắt quãng liên tục khi đường đông, EcoSport với hộp số mới cũng hoạt động ổn định hơn. Bên cạnh đó, tính năng tạm ngắt động cơ Auto Start Stop cũng lần đầu tiên xuất hiện trên Ford EcoSport phiên bản cao cấp. Trong trường hợp dừng xe đèn đỏ, động cơ sẽ tự động tắt khi người lái đạp phanh và tự động khởi động trở lại khi nhả phanh. Đây là tính năng có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn và giảm khí thải khi xe phải dừng không tải. Tất nhiên, người lái có thể chủ động tắt mở chức năng này thông qua công tắc điều khiển trên bảng điều khiển trung tâm. Với hàng loạt các cải tiến ở phần động cơ và hộp số cũng như thiết kế nội ngoại thất, Ford EcoSport 2018 hứa hẹn tiếp tục duy trì vị thế độc tôn ở phân khúc SUV đô thị. Mẫu SUV nhỏ gọn nhất của Ford được lắp ráp tại Hải Dương và sẽ được bán ra trong tháng 3 này. Các bạn đang xem video trên kênh DayZoneVina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.